Ngoài Hoa hậu Mỹ Xuân, còn 5 bị cáo khác bị truy tố xét xử cùng về tội môi giới mại dâm là Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh, Trần Thị Hoa, tức người mẫu Thiên Kim, Nguyễn Hữu Đạt và Lương Quốc Huy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, đường dây môi giới mại dâm này hoạt động từ năm 2010 do Trần Quang Mai cầm đầu và bị cơ quan công an phanh phui vào tháng 6 năm 2012. Cáo trạng xác định các đối tượng này đều tham gia môi giới bán dâm nhiều lần và hưởng lợi số tiền lên tới hàng nghìn đô la. Phiên tòa nóng lên với phần trả lời thẩm vấn của Hoa hậu Mỹ Xuân. Mỹ Xuân khai cô đã môi giới cho một hoa khôi và một người mẫu bán dâm. Sau toàn bộ lời khai, bị cáo Trần Tình, cô không có ý dụ dỗ mà do họ tự tìm đến. Bị cáo nhận thấy đây là bài học lớn cho đời mình và cho những người mẫu trong giới showbiz. Sau Mỹ Xuân, phần thẩm vấn người mẫu Thiên Kim cũng gây sự chú ý trong phiên tòa. Bị cáo khai chỉ bán dâm 2 lần và hưởng lợi gần 3.000 đô la. Bà mẹ vừa sinh con để 8 tháng này cũng tỏ ra rất hối hận về những gì mình đã làm. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thị Mỹ Xuân 30 tháng tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 12 đến 60 tháng tù.